Xin chào các bạn, cảm ơn các bạn đến với kênh của mình. Hôm nay có lẽ cũng là cái video cuối cùng của năm 2022. Thì mình cũng xin qua đây mình cũng xin gửi lời cảm ơn đến tất cả các bạn đã theo dõi kênh của mình và đã ủng hộ mình suốt trong thời gian qua. Dù là thời gian cũng còn ngắn, thế nhưng mà cũng được rất nhiều các bạn ủng hộ cũng như là theo dõi đăng ký kênh. Thì hôm nay cũng là ngày gần cuối cùng của năm 2022, thì mình có quay lại bản Cang để thăm hoàn cảnh của chị Ngọc, xem là những ngày gần Tết chị chuẩn bị được những gì, và mình cũng có mua một chút quà Tết cho chị. Thì hôm nay cũng mời các bạn thăm lại nhà chị Ngọc trong những ngày gần Tết. Đây là hộp quà của mình. Mình có vào đây. Hôm nay thì những ngày gần Tết thì chắc là mẹ con chị cũng về sớm rồi. Mọi hôm thì giờ này thì vẫn chưa có nhà. Xin chào chị Ngọc nhá. Đã ăn cơm với chị? À, thế là bây giờ lại làm được cái bếp ở đây à? Giờ đun bếp vào chỗ này à? Ôi giời ơi, như này thì gió to thì bay hết rồi chứ. Sao trong nhà không bật điện lên chị? Không có điện. Không có điện mà có điện nháy thì thấy. Ai già, nhà chị năm nay ăn Tết to đấy nhỉ? Nháy sáng rực kia rồi. Thế đã chuẩn bị Tết nhà rồi? Đã mua gì chưa? Chưa mua gì? Có mua kẹo bánh rồi là thịt cá gì không? Chưa. Cũng chưa mua. Thế có mua không? Thế à? Có chứ nhỉ? Ít nhiều phải mua chứ nhỉ? Hôm nay là 29 Tết rồi thì em đến em này cho mẹ con chị một hộp quà nhá. Để quà Tết của em nhá. Đấy, nhà chị Ngọc năm nay ăn Tết to chứ nhỉ? Thấy bóng nháy rực rỡ rồi nhỉ. Đấy. Mỗi tội là nhà cửa thì vẫn cứ thế thôi các bạn ạ. Cũng không thay đổi được. Nếu có thay đổi cũng chỉ là một chút. Gọi là khi nào chú Thự đến thăm bảo quét dọn thì quét dọn thôi, chứ còn không thì bản chất rồi khó rời. Thế hai mẹ con hôm nay về sớm chưa? Đi có đi làm gì? Hả? Hai mẹ con em làm gì? Không làm gì. Không làm gì á? Thế à? Thế là ở nhà chuẩn bị ăn Tết thôi đúng không? Mình trong có hai túi, trong có gì đấy? Có nhiều tiền không? Đấy. Trên nhà thì thắp điện nháy thôi, còn dưới bếp thì mới thắp điện sáng. Nhà cửa này đúng như cái hôm đầu tiên mình đến đây. Có lẽ là cứ phải hai hôm đến dọn một lần, bảo đến dọn một lần thì chắc là mới sạch sẽ được, chứ còn chú Thử cứ tầm một tuần không đến thì nhà cửa. Hả? Nó để lại nữa, nó dọn ra hết rồi. Dọn hết ra hết rồi á? Thế là toàn lấy rác ở ngoài kia mang về nhà mình để à? Quả bông này mua hay là ai cho? À, đây là quả bưởi mấy cả chuối để thắp hương đây hả? Đấy. Đây giờ vào thấy làm được gian bếp ở đây đây. Để che mưa. Này mà gió to thì bay đi hết. Thế Tết này chị Ngọc định mua sắm những cái gì? Chưa sắm cái gì. Chưa sắm cái gì á? Hôm nay là 29 Tết rồi chưa sắm á? Không đi sắm hết rồi, người ta sắm hết thì
Làm gì còn mà mua. Hôm nay vào thấy cái dây nhảy kia là mua, đi mua hay là ai họ cho? Đi mua à? Thế à? À. Cháu này cũng ấy đấy chứ, cũng chuẩn bị đón Tết này, cũng đấy, nhà cháu còn có cả bóng bay, nhà chú còn có bóng bay đâu. Minh ơi, ra chú bảo này. Nó mùng tuổi. Ừ. Người taxi nó mùng tuổi, nó 20. Chú thấy họ bảo cháu hát hay lắm à? Hả? Mới cả nhảy dẻo lắm đúng không? Hả? Nhảy đi nhá. Nhá. Chú thấy bảo Minh nhảy dẻo lắm à? Hôm nay là 29 Tết rồi, em cũng bận lắm. Coi như tranh thủ đi làm coi kia, xem để ngoài kia xong bắt đầu là vào để thăm hai mẹ con, với cả trao chút quà Tết cho hai mẹ con thôi nhá. Thế, ăn Tết vui vẻ, sang năm mới chịu khó làm để kiếm tiền nhiều hơn nữa nhá. Thế bắt tay chào chị Định nhá. Minh rồi. Nhá, sang năm mới phải chịu khó làm nhá. Kiếm tiền cho là để cho cuộc sống nó tốt lên. Xong là nhà cửa các thứ phải dọn dẹp sạch sẽ nhá. Nhá. Cứ vâng, xong bắt đầu là để đấy thôi đúng không? Thôi. Thôi tối rồi nhá, em xin em về nhá. Chú về nhá, Minh nhá. Thôi hôm nay cũng rất vội, thế nên mình cũng đến qua thăm nhà chị Ngọc để trao quà cho chị ngày Tết. Thì mình cũng quay một chút như thế để cho xem là gia đình chị chuẩn bị Tết đến đâu rồi, mà hai nữa là có sắm sửa được cái gì không. Bây giờ mình cũng xin được ra về, chào các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong các video của năm mới. Xin chào và hẹn gặp lại.